Chương trình giờ dành cho người đái tháo đường xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, biến chứng thận là một quá trình diễn biến khó tránh khỏi của người bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên hiện nay, nhiều nghiên cứu đã tìm ra những xét nghiệm giúp phát hiện sớm biến chứng thận và những biện pháp phòng tránh, điều trị nhằm cải thiện diễn biến của biến chứng thận. Nhưng muốn có được một kết quả điều trị tốt, người bệnh cần có sự hiểu biết về biến chứng của người bệnh và phải có ý thức điều trị tốt. Chương trình giờ dành cho người đái tháo đường tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biến chứng thận ở người bệnh đái tháo đường. Trước hết xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Thận của chúng ta là cơ quan sống, giúp điều hòa huyết áp và tạo ra hormone để sản sinh ra tế bào máu đỏ. Quan trọng hơn, thận có chức năng thẩm tách và thanh lọc chất bẩn ra khỏi máu. Sau đó, chất bẩn được bài tiết ra ngoài cơ thể qua đường nước tiểu. Lối sống cũng như các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh đái tháo đường, có thể làm cho thận bị hư hại hoặc làm tổn thương không thể phục hồi. Biến chứng thận ở người bệnh đái tháo đường cũng như các biến chứng nguy hiểm khác là hậu quả của việc tăng đường huyết kéo dài. Một điều tất yếu và nhanh chóng khi người bệnh đái tháo đường không kiểm soát tốt được đường huyết là có thể suy thận, viêm cầu thận hoặc mất hẳn chức năng thận. Biến chứng thận do bệnh đái tháo đường chiếm tới 30-40% trong tổng số các biến chứng nguy hiểm từ bệnh đái tháo đường. Tuy vậy, khi được hỏi về sự hiểu biết của biến chứng thận cũng như các cách phát hiện sớm, nhiều người bệnh đái tháo đường vẫn còn chủ quan. Bác có biết gì về biến chứng thận do đái tháo đường không ạ? Không. Vào đây là khám là bệnh gì? Bác sĩ tư vấn nói như thế thì mới nắm được thôi. Không nắm được cái gì. Tôi như thế mới bị thôi. Thế thì qua như thế cái thông tin này như thế là tôi đã đi điều trị và tôi cảm thấy đó là cái bệnh như thế là từ cái tiểu đường này nó sẽ nhanh chóng biến chuyển sang cái bệnh thận. Cho nên cái điều đó là điều rất độc mệnh và quan tâm. Có là giả thử như là nếu mà trường hợp mà nó bị biến chứng vào thận thì nó đau ở xương sống và đi gắt và đi tiểu thì có những cái đi liên tục và đi đục chứ nó không trong như là đi bình thường. Đó là tôi biết đấy là cái hiện tượng là bị biến vào thận. Bị đau lưng, chủ yếu là đau lưng do bệnh, do các bác sĩ kiểm tra cho để mà điều trị. Cái biến chứng thận này thì nó hiện tượng trước tiên là suy nhược thần kinh. Thế thần kinh chỉ đạo nói chung về thận hoạt động này, do thận hoạt động này, tim hoạt động này. Thế nhưng mà chỉ là yếu rồi, tê liệt rồi thì dẫn đến yếu tim. Yếu tim rồi thì cái chuyện co bóp máu lên não giảm dần đi, sẽ giảm đi và sẽ giảm đi thì từ chỗ đó nó sẽ suy. Rồi dần dần nói chung là tất cả các cơ quan đều bị suy. Chứ chưa nói đến thận. Vâng, vấn đề phòng tránh và phát hiện sớm biến chứng thận ở người bệnh đái tháo đường rất quan trọng. Và xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phóng sự sau. Đây là một bệnh nhân nữ 68 tuổi, có tiền sử bị đái tháo đường 10 năm nay. Bệnh nhân điều trị không đều, hiện tại là kiểm soát đường huyết rất là kém. Bệnh nhân không rõ tiền sử tăng huyết áp. Và khi đến với chúng tôi thì bệnh nhân đã xuất hiện phù hai chi dưới và có bệnh lý bàn chân. Khi mà xét nghiệm thì thấy có protein niệu dương tính và protein máu giảm. Kèm theo đó là bệnh nhân được soi đáy mắt, thấy là có tổn thương võng mạc. Đồng thời là khi siêu âm lên thì kích thước của hai thận bệnh nhân là tăng kích thước. Do đó là chúng tôi chẩn đoán bệnh nhân này là bị biến chứng bệnh cầu thận do đái tháo đường. Ở bệnh nhân này thì nguyên nhân gây nên bệnh cầu thận đái tháo đường thứ nhất đó là bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường rất lâu năm rồi nhưng kiểm soát đường huyết rất là kém. Đồng thời là bệnh nhân có tăng huyết áp nhưng không được kiểm soát áp một cách chặt chẽ và bệnh nhân cũng có rối loạn mỡ máu trước đây nhưng không được điều trị. Đấy là những cái nguyên nhân để mà đưa bệnh nhân tới bệnh cầu thận đái tháo đường. Và khi bệnh nhân đã có bệnh cầu thận đái tháo đường thì không được khám và phát hiện điều trị kịp thời và dẫn đến là tiến triển rất là nặng và diễn biến rất là nhanh. Bác thấy thế nào rồi? Nghe thấy đỡ nhiều. Bác đỡ nhiều. Thế bác có cảm thấy dễ chịu không? Dễ chịu. Thế có bác ngủ được không? Có ngủ được. Đây là một bệnh nhân nam, 67 tuổi. Vào viện của chúng tôi là bệnh nhân là bị biến chứng bàn chân, gác chân. Bệnh nhân chưa hề biết là mình có biến chứng đái tháo đường.
Bệnh nhân thì cũng bị đái đường lâu năm rồi, 10 năm nay, cũng như là bệnh nhân trước thì chúng tôi thấy có tổn thương võng mạc, và khi siêu âm thận lên đó thì bệnh nhân có kích thước thận tăng, do đó là bệnh nhân này chúng tôi cũng chẩn đoán là bệnh cầu thận đái tháo đường. Bệnh nhân này thì có một cái điều mà bệnh nhân không biết được là mình đang bị chứng thận. Đấy là một điều rất nguy hiểm, bởi vì khi mà bệnh nhân không tự biết là biến chứng thận, đồng thời bệnh nhân không có kiến thức gì về biến chứng cầu thận đái tháo đường, thì bệnh nhân sẽ không áp dụng các cái biện pháp dự phòng cũng như là không báo cho bác sĩ mình biết, đồng thời là bệnh nhân cũng không đi khám bệnh một cách định kỳ để các bác sĩ có thể phát hiện sớm và kịp thời cho bệnh nhân để có thể áp dụng các biện pháp điều trị dự phòng để cho bệnh nhân tránh được cái biến chứng suy thận giai đoạn cuối. Vâng, để giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về biến chứng thận thì ngày hôm nay thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Kiên, trưởng khoa chăm sóc bàn chân Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tới tham gia cùng trao đổi với chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn bác sĩ Kiên đã dành thời gian tới tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Xin chào Thu Trang cùng các quý vị theo dõi chương trình Giờ dành cho người đáo tháo đường của Hoa TV. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã được xem một phóng sự mà có những bệnh nhân bị biến chứng thận, và bác sĩ Kiên cũng là người tham gia trong phóng sự của chúng tôi. Vâng, thưa bác sĩ Kiên, vậy thì ở người bệnh đái tháo đường, những cái đối tượng nào có thể dễ mắc biến chứng thận ạ? Người bệnh đái tháo đường thì yếu tố mà tăng đường huyết mãn tính kéo dài là một yếu tố nguy cơ rất quan trọng gây nên biến chứng thận. Do đó là ở những cái người bệnh mà kiểm soát đường huyết kém thì là những cái đối tượng dễ có nguy cơ bị đái tháo đường. Bên cạnh đó thì cái thời gian mắc bệnh của người bệnh cũng là một yếu tố nguy cơ. Thời gian mắc bệnh càng dài thì về cơ bản là người bệnh sẽ có nhiều nguy cơ dễ bị biến chứng thận do đái tháo đường. Bên cạnh đó thì có một số bệnh kèm theo, ví dụ như là tăng huyết áp. Đối với những người bệnh tăng huyết áp đó, thì cũng có nguy cơ gây ra biến chứng thận do đái tháo đường, làm tăng nguy cơ biến chứng thận do đái tháo đường, bởi vì bản thân bệnh huyết áp cũng gây tổn thương các cầu thận. Ngoài ra thì ở một số chủng tộc cũng làm tăng nguy cơ. Những bệnh nhân mà có tiền sử gia đình và yếu tố gen cũng làm tăng nguy cơ cho bệnh nhân bị đái tháo đường dễ bị biến chứng thận. Những trường hợp như bác sĩ hay gặp mà ở đơn vị mà bác sĩ đang điều trị, đấy là Bệnh viện Nội tiết Trung ương, thì cái khả năng mà biến chứng thận chiếm bao nhiêu phần trăm trong số những biến chứng khác ạ? Thực ra thì cho đến bây giờ ở Việt Nam cũng chưa có một cái nghiên cứu chính thức nào nói lên là bao nhiêu phần trăm bệnh nhân bị đái tháo đường có biến chứng thận. Nhưng trên thế giới, ví dụ như là nước Mỹ, năm 2008 có 3 triệu người dùng các phương pháp là thay thế thận. Thì trong đó có tới 30-40% số bệnh nhân là do đái tháo đường. Tại Singapore vào năm 2000 thì sau khi các nghiên cứu người thấy rằng là gì ạ? Thấy rằng là 50% số bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối là do đái tháo đường. Con số này là những con số rất là cao. Tại Việt Nam thì tuy là không có nghiên cứu cho chúng ta là các số liệu cụ thể, nhưng mà tại các cơ sở y tế có thu dung các cái bệnh nhân điều trị bệnh lý thận, đặc biệt là các bệnh lý thận suy thận giai đoạn cuối, thì người ta thấy rằng là càng ngày thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân đái đường càng cao. Vậy thì có cách nào để người bệnh đái tháo đường có thể phát hiện ra những cái biến chứng, đặc biệt là biến chứng thận, khi mà họ có một, như bác sĩ vừa nói thì không có biểu hiện lâm sàng, vậy thì có cách nào để họ biết rằng họ đang có một cái biểu hiện nào đấy của biến chứng thận không, thưa bác sĩ? Cần phải hiểu rằng là gì ạ? Ở giai đoạn sớm thì cái chẩn đoán ở giai đoạn sớm bệnh cầu thận đường chỉ dựa vào xét nghiệm nước tiểu. Do đó là người bệnh cần phải có ý thức đi khám định kỳ, đi xét nghiệm định kỳ, và chú ý cho rằng là gì ạ? Với đái đường thứ hai thì có thể biến chứng thận đã xuất hiện ngay từ khi chẩn đoán. Do đó ngay từ khi chẩn đoán đối với đái đường type 2 thì người bệnh cũng đã phải làm các cái xét nghiệm để sàng lọc biến chứng thận, và người bệnh đã phải đi khám các cái bác sĩ chuyên khoa. Điều đó cũng có nghĩa rằng là kết hợp với khám bệnh định kỳ thì có thể phát hiện ra là mình đã bắt đầu có những nguy cơ mắc biến chứng thận hay chưa, đúng không thưa bác sĩ? Và tôi cũng xin được hỏi, bởi vì như bác sĩ vừa nói là với những người bệnh đái tháo đường type 2 thì nhiều người khi phát hiện ra bệnh đái tháo đường cũng là đã phát hiện ra đã có biến chứng thận. Vậy thì đối với những người đái tháo đường type 1 thì khả năng biến chứng thận của
họ sẽ như thế nào thưa bác sĩ? Đối với đái tháo đường tiếp 1 thì khi mà người bệnh mắc bệnh thì đã được người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng rất là rầm rộ. Do đó người bệnh sẽ tìm đến cơ sở y tế và do đó người bệnh sẽ bị được chẩn đoán ngay tại thời điểm mắc bệnh. Điều này khác với đái đường tiếp 2. Có thể người bệnh phát hiện đái đường tiếp 2 nhưng thực ra trước đó 5 đến 10 năm người bệnh đã bị mắc rồi. Nhưng đối với đái đường tiếp 1 thì thời điểm chẩn đoán trùng với thời điểm bị bệnh. Do đó là gì ạ? Tại thời điểm mà chẩn đoán thì bệnh nhân thường chưa mắc biến chứng thận. Sau phải từ trên 7 đến 10 năm sau khi được chẩn đoán đái tháo đường tiếp 1 thì bệnh nhân mới có khả năng mắc đái đường, bệnh cầu thận do đái tháo đường. Thưa bác sĩ, vậy thì có thể nói là những nguyên nhân nào có thể dẫn tới biến chứng thận và đặc biệt là nguyên nhân để gây đến biến chứng thận một cách nhanh nhất? Bởi vì biến chứng thận, đái tháo đường là nằm trong biến chứng vi mạch. Và nguyên nhân gây biến chứng vi mạch thì đó là việc kiểm soát đường huyết kém. Do đó là một trong những nguyên nhân mà để làm cho bệnh nhân bị biến chứng cầu thận do đái đường nhanh nhất đó là kiểm soát đường huyết kém. Đồng thời là gì ạ? Bệnh nhân có nếu mà có các cái tăng huyết áp kèm theo mà không điều trị kịp thời, không điều trị đúng đắn thì cũng có thể dễ làm cho bệnh nhân dễ bị bệnh cầu thận. Đó là hai yếu tố quan trọng nhất trong việc phòng và chống làm chậm diễn tiến của bệnh cầu thận đái tháo đường. Các yếu tố nguy cơ làm xuất hiện và phát triển biến chứng thận ở người bệnh đái tháo đường: việc tăng đường máu kéo dài, những người có tiền sử bị cao huyết áp, có thói quen hút thuốc lá, những người có rối loạn mỡ máu, những người có nhiễm khuẩn đường niệu tái phát nhiều lần. Các giai đoạn và biểu hiện của biến chứng thận. Giai đoạn microalbumin niệu là giai đoạn đầu và có biểu hiện sớm đầu tiên của bệnh. Khi lượng protein ra nước tiểu vượt quá giới hạn cho phép thì được coi là người bệnh đã đi tiểu ra protein. Ở giai đoạn này, bệnh thường không thấy biểu hiện lâm sàng nhưng về cấu trúc của thận thì đã bị biến đổi. Giai đoạn biến chứng thật sự. Đây là giai đoạn đặc trưng bởi sự xuất hiện của albumin niệu, có thể xác định bằng các xét nghiệm thông thường. Bệnh nhân có biểu hiện là tăng huyết áp và có kèm theo các biến chứng võng mạc, thần kinh hoặc tim mạch. Giai đoạn suy thận. Đây là giai đoạn cuối của biến chứng thận, cùng với các biểu hiện như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, tiểu ít, phù tay chân, huyết áp cao khó điều trị, thiếu máu. Nếu không được điều trị tốt thì giai đoạn cuối của suy thận sẽ đến sau khoảng 5 năm từ khi có suy thận. Chúng ta cũng nhận thấy rõ ràng là đối với cả biến chứng thận thì cách phòng bệnh vẫn là quan trọng nhất. Vậy thì cũng xin bác sĩ đưa ra những lời khuyên để người bệnh đái tháo đường có thể phòng tránh được cái nguy cơ mắc biến chứng thận thưa bác sĩ. Đối với các bệnh nhân đái tháo đường thì để mà phòng tránh biến chứng thận thì điều đầu tiên đó, các bệnh nhân cần phải là đi khám bác sĩ định kỳ nhằm mục tiêu là gì ạ? Nhằm mục tiêu là kiểm soát đường huyết thật chặt chẽ. Kiểm soát đường huyết thật chặt chẽ ở đây người ta dựa vào 3 thông số. Thông số thứ nhất là chỉ số HB1C dưới 7%. Thông số thứ hai là đường huyết lúc đói từ 6 đến 8 mmol trên lít. Và thông số thứ ba là đường huyết sau ăn 2 giờ từ 8 đến 10 mmol trên lít. Bên cạnh cái việc kiểm soát chặt chẽ đường huyết thì bệnh nhân cũng cần phải được kiểm soát chặt chẽ huyết áp. Bình thường đó, với một người bệnh đái tháo đường mà chưa có biến chứng thận thì cái mục tiêu đưa được huyết áp về là dưới 130/80. Nhưng khi đã có protein niệu thì mục tiêu là đưa huyết áp xuống 125/75. Và nhớ cho rằng là gì ạ? Đối với một bệnh nhân bị biến chứng thận do đái tháo đường thì việc kiểm soát cực kỳ khó khăn. Đôi khi là cần phải dùng rất nhiều loại thuốc huyết áp mới có thể đưa về huyết áp mục tiêu được. Và cái việc kiểm soát huyết áp, kiểm soát đường huyết là để làm đưa mức protein niệu xuống thấp nhất có thể. Bên cạnh việc kiểm soát đường huyết, huyết áp thì bệnh nhân cần phải được kiểm soát các cái rối loạn mỡ máu. Bằng chế độ ăn và bằng các cái thuốc hạ mỡ máu. Thế. Về chế độ tập luyện thì bệnh nhân nên có chế độ tập luyện mà để là giúp cho bệnh nhân có một cái nặng lý tưởng. Đồng thời là bệnh nhân nên bỏ không hút thuốc lá nữa. Tại vì bản thân việc hút thuốc lá có thể làm tăng nặng thêm cái biến chứng thận. Đồng thời là gì về chế độ ăn thì bệnh nhân nếu như đã có suy thận rồi thì nên thực hiện cái chế độ ăn giảm đạm, tức là đạm tiêu chuẩn là khoảng 0,6 gram trên kg cân nặng trên ngày. Và một điều rất là quan trọng là các bệnh nhân cũng cần phải biết được những kiến thức này để góp phần tự phòng chống cho mình và đi khám bệnh định kỳ nếu như có bất
kỳ vấn đề xảy ra bệnh nhân có thể biết được và tới bác sĩ. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng chúng ta đã có những cái tin mừng về trong mặt xét nghiệm và chẩn đoán thì có thể là phát hiện được sớm biến chứng thận, đúng không ạ? Nói về cái xét nghiệm sớm thì trước tiên chúng ta phải hiểu các cái diễn biến, các cái giai đoạn diễn biến của bệnh cầu thận đái tháo đường. Thì đối với bệnh cầu thận đái tháo đường thì nó diễn biến qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó, ngay sau khi mắc bệnh thì có hiện tượng là gì ạ? Tăng lọc, tăng mức lọc cầu thận và thận tăng kích thước. Và sau đó là sau khi điều trị insulin hoặc là các thuốc giảm đường huyết thì hiện tượng này mất đi, thận lại trở về trạng thái bình thường. Tiếp theo giai đoạn này thì đến giai đoạn là microalbumin niệu, tức là albumin niệu vi thể. Và tiếp theo sau giai đoạn albumin niệu vi thể là giai đoạn albumin niệu đại thể. Và sau đó thì dẫn đến giai đoạn suy thận và suy thận giai đoạn cuối. Thì chỉ có ở giai đoạn là điều ở đây là chỉ có bệnh nhân mà nếu mà phát hiện được ở giai đoạn microalbumin niệu thì mới có thể điều trị được để quay trở lại thận trạng thái bình thường. Nhưng nếu bỏ các giai đoạn sớm này và không điều trị, khi đã chuyển sang giai đoạn macroalbumin niệu, tức là protein niệu đại thể, thì lúc đó là điều trị để mà quay trở lại, cho thận quay trở lại trạng thái bình thường là không thể. Nhưng mà chú ý là gì ạ? Tại giai đoạn microalbumin niệu thì các triệu chứng lâm sàng hầu như không có. Và do đó làm cho người bệnh chủ quan, lơ là và không đi khám và không đi xét nghiệm. Do đó là giai đoạn này dễ bị bỏ qua. Đấy là một cái vấn đề khó khăn trong vấn đề phát hiện bệnh biến chứng cầu thận đái tháo đường sớm. Để mà phát hiện sớm các cái biến chứng thận đái tháo đường thì không có một cái biện pháp nào tốt hơn, đó là việc xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu. Đấy là điều bệnh nhân cần phải biết. Bởi vì nếu đợi bệnh nhân đã có đủ các triệu chứng rồi, khi bệnh nhân đã có các triệu chứng rồi thì lúc đó có thể tình trạng suy thận ở giai đoạn muộn rồi. Nếu như một bệnh nhân đái tháo đường mà có một lối sống lành mạnh, một chế độ sinh hoạt tốt và ăn uống hợp lý, chế độ hợp lý, chế độ luyện tập hợp lý và chế độ dùng thuốc cũng hợp lý, thì cái khả năng mà họ có nguy cơ bị biến chứng thận có thể xảy ra hay không? Nhớ cho rằng là gì ạ? Ngay kể cả khi bệnh nhân được điều trị một cách rất là đầy đủ, tất cả các yếu tố nguy cơ, bệnh nhân thực hiện chế độ sinh hoạt rất là lành mạnh, nhưng bệnh nhân đó vẫn có thể là gì ạ? Bị biến chứng thận do đái tháo đường. Cho nên là gì ạ? Ngay kể cả những bệnh nhân được điều trị rất là tích cực, bệnh nhân sinh hoạt đầy đủ thì chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân là gì ạ? Cần phải có ý thức về bệnh cầu thận do đái tháo đường. Vậy thưa bác sĩ, tất cả những xét nghiệm mà bác sĩ vừa nói với chúng tôi thì trong một lần đi khám bệnh định kỳ thì các xét nghiệm đó có bắt buộc phải thực hiện cho từng bệnh nhân không? Hay là tùy thuộc vào mỗi bệnh nhân thì mới thực hiện từng loại xét nghiệm ạ? Khi mà các bạn mà đến các bệnh viện, đến các cơ sở y tế thì đối với người bệnh đái tháo đường thì chúng tôi tuân thủ theo các cái hướng dẫn về mặt xét nghiệm cận lâm sàng đối với người bệnh, cũng giống như các tiêu chuẩn của nước trên thế giới. Thế, dĩ nhiên là ở Việt Nam thì do cái điều kiện hoàn cảnh của bệnh nhân thì chúng tôi sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế. Là tuy nhiên chúng tôi vẫn cứ khuyên bệnh nhân và chúng tôi vẫn có hướng dẫn bệnh nhân những cái xét nghiệm nào cần thiết phải làm mà để bệnh nhân có thể lựa chọn và tự quyết định. Chắc chắn rằng là những lời khuyên, những thông tin mà bác sĩ Kiên dành cho quý vị khán giả, dành cho những người bệnh đái tháo đường sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về biến chứng thận và đặc biệt là sự phòng tránh để chúng ta không mắc phải biến chứng thận. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Kiên đã dành thời gian tới tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Xin chào chị. Năm 2000 là một năm đáng nhớ với ông Đoàn Văn Hào. Cùng một lúc, ông phát hiện ra 4 loại bệnh nguy hiểm: bệnh cao huyết áp, bệnh Parkinson, bệnh dạ dày và đặc biệt là bệnh đái tháo đường. Tất cả hậu quả đó là nguyên nhân của một lối sống sử dụng quá nhiều rượu bia và thuốc lá. Đến năm 2000 thì tôi từ về hưu chính thức 37 năm. Thế thì tôi đi làm thì tôi cứ sợ bình thường đi làm có sức khỏe tôi cứ đi, chả ốm đau gì cả. Tôi rất ít ốm. Tôi bảo là 37 năm công tác tôi không bằng một tháng đi tiêm ở khi tôi về hưu mà. Trước tôi không có ốm đâu gì cả. Tôi ăn uống bừa bãi, đi đâu chiêu đãi là chén thoải mái, không gì cả, bia rượu uống theo yêu cầu. Nhưng mà không bao giờ say. Không biết cách kiểm soát đường huyết, ông Hào đã mắc biến chứng nặng nề.
tay chân ông cứng lại và không thể hoạt động được. Mọi công việc sinh hoạt, ông Hào phải cần đến người trợ giúp. Có bệnh thì vái tứ phương, ông Hào tìm đến hàng trăm bài thuốc đông y với hy vọng tìm lại sự hồi phục sức khỏe. Nhưng biến chứng đã quá nặng nề nên bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Một lần tình cờ đọc trên tạp chí truyền hình một loại sản phẩm hỗ trợ điều trị biến chứng đái tháo đường, ông Hào đã nhắn người mua và dùng thử. Kết quả ban đầu chưa mấy khả quan, nhưng do kiên trì và kiểm soát đường huyết bằng chế độ ăn, bằng chế độ luyện tập và thuốc uống, ông đã khống chế được sức hủy hoại của bệnh tật. Điều đó đã khiến cho người thân trong nhà cùng với các bác sĩ vô cùng bất ngờ. Tay chân ông đã hồi phục trở lại, ông có thể tự tay làm những sinh hoạt mà không phải phiền đến ai. Ông có thể đi bộ buổi sáng, có thể đi du lịch xa và thậm chí ông có thể nói về bệnh đái tháo đường cùng với những biến chứng nguy hiểm của nó như đúng những gì bác sĩ đã khuyên ông với những người bạn khác đã mắc đái tháo đường như ông. Khác với ông Hào, bà Vân lại phát hiện ra bệnh đái tháo đường sau khi bà đã có nhiều biến chứng rõ rệt. Mới 3 năm mắc bệnh, nhưng mức đường huyết của bà đã có lúc lên tới mức 14 mmol trên lít. Bà thực sự mệt mỏi và chán nản khi đang là một người khỏe mạnh, bà buộc phải hạn chế các thói quen, các sở thích. Bác sĩ chỉ ra mức đường huyết của bà đang ở vùng nguy hiểm. Và nếu đường huyết luôn tăng cao như vậy, khả năng tổn thương mạch máu và các vi mạch, cũng như việc ảnh hưởng tới tất cả các cơ quan trong cơ thể là rất cao. Đái tháo đường là một bệnh mãn tính, có rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Chính vì vậy, mục tiêu điều trị của chúng tôi là ưu tiên kiểm soát tốt đường huyết trong giới hạn cho phép. Song song với việc điều trị đó thì chúng tôi phải phát hiện và điều trị các biến chứng nếu có. Vì thế, tôi khuyên bệnh nhân sử dụng thêm sản phẩm hộ tăng đường để phòng ngừa và cải thiện biến chứng. Được bác sĩ giới thiệu về sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, bà Vân đã dùng và nhận thấy hiệu quả. Thông qua truyền hình, sách báo, bà cũng đã từng chứng kiến những người bệnh đái tháo đường đã có người phải cắt cụt chi, phải nằm hôn mê, phải chịu đau đớn. Chính ý thức đó đã làm cho bà Vân nghiêm túc thực hiện những bài học kiểm soát đường huyết bằng chế độ ăn, bằng chế độ luyện tập và thuốc uống. Theo tôi nghĩ là những người bệnh đái tháo đường ấy, thì là mình nên rất là uống thuốc rồi là ăn uống rất tốt, rất tập luyện tốt để cho duy trì cái bệnh cho mình nó đừng tăng lên. Chứ nếu mà bệnh đái tháo đường mà không, nhiều người không chết về bệnh đái tháo đường đâu, nhưng mà sẽ chết về kiểu như bị biến chứng và các bệnh khác. Kịp nhận ra giá trị của sức khỏe khi còn chưa muộn, bà Vân đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống giản dị của mình. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hy vọng đã giúp ích cho quý vị và những người thân đang quan tâm tới bệnh đái tháo đường những thông tin cần thiết để phòng tránh cũng như phát hiện sớm biến chứng thận do bệnh đái tháo đường. Loại bỏ các biến chứng do bệnh đái tháo đường gây ra, trong đó có biến chứng thận. Đó không chỉ là nỗ lực của những người bệnh mà còn có sự hỗ trợ của những người xung quanh và những chuyên gia bác sĩ. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình giờ dành cho người đái tháo đường trên kênh O2 TV VCTV10 vào 21 giờ tối 7 hàng tuần. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị và các bạn có thể gửi cho chúng tôi đến chương trình giờ dành cho người đái tháo đường, ngõ 62/23 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, hoặc hộp thư điện tử đái tháo đường a@o2tv.vn. Quý vị cũng có thể vào website của chúng tôi o2tv.vn để xem các chương trình đã phát. Vâng, sau đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Để được tư vấn về các vấn đề sức khỏe, quý khán giả có thể gọi đến số tổng đài 1900 571 598. Riêng với thuê bao Viettel có thể gọi theo số 1900 8080, 1900 571 598 và 1900 8080, tổng đài tư vấn về sức khỏe.